Báo Tuổi Trẻ phải chứng minh thông tin trong bài báo viết về Petro Việt Nam. Trang mạng chính phủ cho biết, tờ báo Tuổi Trẻ phải làm việc để làm rõ về một bài báo liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tin trên trang mạng này viết, xin trích, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh vừa giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan làm việc với báo Tuổi Trẻ, làm rõ các căn cứ nêu trong bài báo mang tựa đề buộc PVN nộp lại gần 11.000 tỷ đồng, được đăng vào ngày 5 tháng 11 năm 2012. Bài của hai tác giả Cầm Văn Kinh và Nam Hương cho biết, theo kết luận của Thủ tướng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phải nộp bổ sung ngân sách gần 11.000 tỷ đồng liên quan đến khoản tiền lãi dầu khí nước chủ nhà giai đoạn 2009-2011. Bài báo viết, ngoài số tiền lớn mà PVN có dấu hiệu quên nộp ngân sách, khiến cho Bộ Tài chánh đã phải hai lần ra văn bản yêu cầu nộp, PVN còn đang bị đề nghị phạt gần 500 tỷ đồng vì không nộp thuế. Ngay sau khi bài báo được đăng, PVN hôm 6 tháng 11 đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến bài báo này và đề nghị thẩm định lại. Trang mạng của Chính phủ nói, báo Tuổi Trẻ sẽ phải làm việc với các cơ quan để làm rõ các căn cứ nêu trong bài báo và xem xét giải quyết theo quy định. Kết quả sẽ được báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 12 năm 2012. Nếu như trong quá trình điều tra, Tuổi Trẻ bị xác định là đưa tin sai, thì tờ báo thuộc loại lớn nhất Việt Nam này có thể bị kỷ luật.